Bà xã ơi, bà xã. Dạ, bà tôi nói nghe nè. Hôm nay tôi có cái kẹo này thơm lắm nha. Bây giờ bà ở nhà, bà lo cho sắp nhỏ. Tôi đi bài với người ta một chút xíu thôi, tôi về liền. Cái gì? Ngày nào ông cũng nói ông đi chút xíu hết á. Mà ông đi từ sáng cho tới tối ông mới về à. Tôi thấy ông ăn với nhậu không à, không có thấy làm gì hết trơn á. Cái điều này tôi nghi quá à nha. Mới sáng tinh mơ mà ông tùm ba tùm bay, la cà quán dưới rồi lại nhậu lên quán trên. Tôi đi giao lưu bà cùng nói, tôi đang tính chuyện làm ăn mới, kiếm thêm thu nhập để lo cho bà và các con thơ. Ông nói ông lo mà sao sáng sai chiều xinh. Xinh đâu mà xinh. Con thì no đói no đòi, ông không có quan tâm gì hết trơn á. Không lẽ tôi lo bà cái chuyện nho, con khóc con la có bà đó. Ráng đi phen này tôi về bà sẽ vui liền. À vui ha. Ông đi từ sáng tới khuya, quán nào có mấy cô đào. Không có đâu. Chân dài chân ngắn ông lao vô, xô đề xô đốt ông bao lâu. Làm ăn thì phải tính xa, tính hoài phải chờ đúng thời cơ. Tôi đang đầu tư kỹ thuật số, chiều nay chỉ cần ra con số, sắm xe xây nhà để mà rạng rỡ với người ta. Có không? Thôi thôi ông ơi, ông đừng mà mơ mộng nữa. Tôi nói thiệt mà. Chiều nay hết gạo, ông còn ngồi nổ như bom. Hôm nay tôi đi lần sau cuối, cuối nếu không có kèo làm ăn mới, tôi sẽ ở nhà cùng bà lo các con thơ. Yeah. Trời, bữa nay bà đặt nghe nữa. Bộ ông tính định tôi làm tôi cho ông đi hả? Không dám đâu. Muốn đi không? Muốn. Ừ, muốn đi á thì giặt hết thao đồ đi ha, rồi quét luôn cái nhà nữa. Ủa, còn cái thao chén chưa rửa nữa, rửa luôn rồi đi nha. Trời ơi, vậy còn đi đâu nữa? Thôi thôi, tôi đi gấp lắm rồi, để tôi về rồi tôi làm nha. Thôi tôi đi nha. Khoan khoan khoan, bà ở nhà đi, bà tin tôi không có gái gú đâu bà lo. Có kèo là thơm mà, tôi đi kiếm tiền. Tôi thiệt, nói thiệt mà nha. Dương Ngọc Thái, đứng lại. Mới sáng tinh mơ mà ông tùm ba tùm bay, la cà quán dưới rồi lại nhậu lên quán trên. Tôi đi giao lưu bà cùng nói, tôi đang tính chuyện làm ăn mới, kiếm thêm thu nhập để lo cho bà và các con thơ. Ông nói ông lo mà sao sáng sai chiều xỉn à. Con thì no đói no đòi, ông chẳng quan tâm. Không lẽ tôi lo bà cái chuyện nho, con khóc con la có bà đó. Ráng đi phen này tôi về bà sẽ vui liền. Ông đi từ sáng tới khuya, quán nào có mấy cô đào. Ai đồn vậy? Chân dài chân ngắn ông lao vô, xô đề xô đốm ông bao lâu. Làm ăn thì phải tính xa, chứ phải chờ đúng thời cơ chứ bà. Giờ đúng chưa? Tôi đang đầu tư kỹ thuật số, chiều nay chỉ cần ra con số, sắm xe xây nhà để bà rạng rỡ với người ta. Chịu chưa? Thôi thôi ông ơi, ông đừng mà mơ mộng nữa. Tôi nói thiệt mà. Chiều nay hết gạo rồi đó, mà ông còn ngồi nổ như bom à. Hôm nay tôi đi lần sau cuối, nếu không có kèo làm ăn mới, tôi sẽ ở nhà cùng bà lo các con thơ. Thiệt không đó? Tôi cho ông đi lần sau cuối, nếu không có kèo như ông nói. Okay. Ông dát cái mặt về á thì ông phải chết với tôi. Được rồi, bà cho tôi đi nha. Tôi hứa với bà, nếu không có kèo thơm á thì bà muốn làm thì tôi bà làm.